Ok, chào tất cả các em. Đây là đề kiểm tra nhớ thứ hai của trung học Hòa Thực Hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đề này mới làm xong luôn. Và đề này nó sẽ có tất cả 3 phần. Nó theo cái form đề của đề thi đại học năm 2025 á, nhưng mà nó có hơi biến tấu một tí. Phần thứ nhất là trắc nghiệm đa lựa chọn, chọn một phương án trả lời đúng nhá. Thì rất bình thường đúng không? Phần thứ hai sẽ là trắc nghiệm đúng sai, 50-50 đúng nhỉ? Rồi phần thứ ba là phần tự luận. Đây đây chính là cái phần khác với là cái form của 2025. Phần cái form của 2025 á, thì phần thứ ba là trắc nghiệm trả lời nhanh. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình chỉ cần điền cái đáp án vào thôi. Ok, mình không cần phải trình bày này kia văn vẽ ha. Nhưng mà phần thứ ba của trường Đại học Sư phạm Sài Gòn đấy thì phải có trình bày tự luận nữa. Ok, đây là cái điểm sáng, thật sự đây là một điểm sáng của cái này. Ok, rất rất là hợp lý đúng không? Một cái biến tấu rất hợp lý. Ok, hợp lý rồi, bắt đầu làm nhá. Ok rồi, phần một này nào, trời, câu 1 với A là số được dương tùy ý len 7A trừ len 3A bằng nhiêu. Rất đơn giản, dấu trừ này sẽ trở thành dấu chia. Vậy thằng này sẽ là len của 7A chia cho 3A. A trên A dưới triệt nó ra len 7 phần 3. Ok, len 7 phần 3 chính là câu 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 D rồi. Đấy, ok. Rồi, câu này tất nhiên mình vẫn có thể đi bấm máy. Bấm máy bằng cách đơn giản, bấm thôi. Len, len 7, 7x đi, xem như A là x nha. Rồi, trừ cho len 3x, 7x, 7x. Rồi, đem trừ đáp án thôi. Đúng không? Lấy cái đề trừ đáp án. Ví dụ câu A là len 4x. Và tào lao và bấm đấy, nó không bằng không, nó phải bằng không cơ mới đúng. Còn câu D vừa mới chọn là len không đi, len len 7 phần 3 đúng không, chia 3 nè, bấm bấm đấy bằng không, quá tuyệt vời đúng không. Và câu D nhé. Rồi câu 2, tập ngữ bất phương trình. Ok, tập ngữ phương trình nhớ đấy, gặp lóc nha, đập vào mắt mình là chữ lóc. Đầu tiên nghĩ đến điều kiện trước, đừng quên điều kiện của mình là gì. Điều kiện của mình là 3x trừ 2 nó phải lớn không nha. Nghĩa là x lớn hơn 2 phần 3. Phải x lớn hơn 2 phần 3 thì mình có quyền. Thôi, làm tiếp thôi. Tại vì bốn câu đều là lớn hơn 2 phần 3 hết. Rồi, ok. Thế thì đơn giản thôi. Mình sẽ đưa vào mẫu. Mình sẽ có 3x trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0,3. 0,3 mũ 0. Ok nhỉ? Nghĩa là bằng 1 á. Đúng không? Không phải bằng một, không bằng một đó. Tại sao nhỏ hơn? Đơn giản thôi, tại vì 0,3 này là cơ số nghịch biến, lớn không nhỏ một, cơ số nghịch biến đúng không, cho nên phải quay sang. Đơn giản thôi, từ lớn hơn thành nhỏ hơn. Ok chưa? Nhớ quay xe khi cơ số nghịch biến. Từ đây mình phán x nhỏ hơn 3. Ok, vậy là kẹp giữa từ 2 phần 3 cho đến 3. Ồ, không số 3 á. Xin lỗi, không phải 3 mà là một chứ. Sorry sorry, chuyển 3, chuyển trừ 2 sang 3 chứ 3 là 1. Ok, với kẹp giữa từ 2 phần 3 đến 1, 2 phần 3 đến 1 thì câu C đúng không, có hoặc vuông nha, có hoặc vuông. Ok rồi, làm cái này có thể đi bấm máy. Bấm máy thế này đơn giản, đi vẽ trục số ra. Rồi xếp đáp án đây, đáp án chỉ có số 2 phần 3, số 1 và số 2 thôi đúng không. Rồi bắt đầu đi bấm máy, quăng cái con lóc này vô trong máy. Nhớ quăng với trái rồi chuyển hết toàn bộ qua bên trái nha, lúc nào cũng vậy đó, lúc nào cũng phải chuyển hết toàn bộ qua bên trái hết. Lóc 0,3 đó, 7 trừ 2. Ok, can nào, can từ bên trái sang nha. Có nên can từ bên trái sang không? Không, mình sẽ bỏ luôn cái phần này, tại vì không có một đáp án nào có trừ vô cùng hết đúng không, cho nên không can này gần như đó. Từ 2 phần 3 đến 1, 2 phần 3 đến 1 can là bằng 2 phần 3 là cỡ mấy ta, 0,9 đi. Rồi 2 phần 3 là cỡ khoảng 0,6 ha, cho nên mình sẽ can giữa là 0,9 và thấy dương nha, đây dương này, có dương rồi. Ok, từ 1 đến 2, từ 1 đến 2 thì mình nó là can 1,5 ví dụ vậy. Bập 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 đấy, âm nhá, âm. Rồi từ 2 cho đến cộng vô cùng thì mình có thể can 5 đấy nha, bập bập rồi âm luôn đấy. Mà đề nó cần dương, không có giống nè, đây cần dương nè, lớn bằng không ha, cho nên mình sẽ lấy này. Từ 2 phần 3 đến 1. Nhưng mà từ 2 phần 3 đến 1 đó thì có câu A với câu C đánh nhau. Số 1, số 1, đúng không? Số 1.
cho nên mình sẽ can ngay con số 1 là mình biết liền. À, ít một nè, bập bập lấy bằng không hợp lý vẫn lấy nhá, tại vì sao chỗ này có bằng nhá, đúng không, cái đề nó có dấu bằng cho nên ok vậy là cô C đấy được không. À, can. Ừ. Rồi nói chung cái phương pháp nào cũng có cái mặt trái mặt phải của nó, nếu như mấy đứa làm tự luận. À, tự luận thì mấy đứa rất 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 hay quên cái thứ này, điều kiện, đúng không, điều kiện sự rất hay quên nha. Ok nha. Rồi nếu như mà đi làm trắc nghiệm như thế này á, à thì ok thì cũng được, thì cũng được thôi. À, thầy nghĩ làm trắc nghiệm trong bài này rất nên làm trắc nghiệm theo kiểu vẽ chụp số, thật sự nên. Ừ, rất nên. Nhưng mà nếu mà làm trắc nghiệm thì mình lại quên cái trò điều kiện, đúng không. À, nói chung là cái nào có mặt trái mà thôi. Ok rồi, thực ra nếu mà thầy gặp thầy thì câu này mình sẽ thầy thầy sẽ đi vẽ chụp số ra xong chọn đại diện ra đi can. Ừ, thật sự là vậy. Ok, tất nhiên vẫn không quên điều kiện đâu. Câu 3, câu 3 nha. Câu 3 là công thức, bao công thức luôn. Rồi, mệnh đề là cái đúng. Câu A là toang rồi. Câu A nó không đúng một tí nào hết. Nó phải ra log 3 cộng cho log A mới đúng. Ok nha. À, tại vì dấu nhân đây nè, chọn thành dấu cộng. Ok. Rồi, câu B. Ô, câu B đúng không? À, câu B đúng nha, câu B đúng nha. Mình có quyền quăng cái mũ 3 này ra ngoài. À, vậy là ra 3 log A, tuyệt vời, câu B đúng nhá. Rồi mình chọn câu B. Đấy. Rồi, giả dụ như giả dụ như mình lười học, mình không nhớ công thức, hoặc là đi thi tâm lý quá, không nhớ công thức thì đi bấm máy. Ví dụ kiểm tra câu A, log nè. Log 3 x xem A đấy nhá. Trừ cho chuyển hết toàn bộ vế rồi, trừ 1/3 log log x bằng đấy, không đúng rồi, nó phải bằng không mới đúng. Ok, rồi kiểm tra con B nè, log log x 3 3 ok đem trừ cho 3 log x 1 không, quá hợp lý luôn, B, câu 3 B. Ok rồi, đấy đó là cách bấm máy kiểm tra, nhớ chuyển hết toàn bộ về kết quả bằng không thì đó là đáp án đúng. Câu 4, câu 4, câu 4 cho log cơ A của B bằng 2, log cơ A của C bằng 3, đúng của yêu con easy, công thức thôi. Đây, cái đống này nó sẽ bằng dấu thứ nhất, dấu nhân đây tất là dấu cộng, log A B bình cộng cho log A C bình lập, đúng không. Rồi quăng mũ 2 và mũ 3 ra ngoài, mình sẽ có 2 lần log A của B cộng cho 3 lần log A của C. Phải, hợp lý chưa, mà đề cho log cơ A của B là bằng 2, thế vô 2 nhân 2, log cơ A của C là bằng 3, thế vô 3 nhân 3, lấy 4 lấy 9 13 câu C. Ok, đó là nó lý chưa. Rồi còn cách làm nữa là gì, đơn giản thôi. Mình sẽ đi tính B theo A với C theo A luôn. À, còn cách làm nữa này nhá, để ta làm thứ hai. Log cơ A của B bằng 2 thì sẽ có B bằng A mũ 2. Ok không? Lấy A mũ 2 lên đơn giản thôi. Tương tự bên đây, log cơ A của C bằng 3 thì mình sẽ có C bằng A mũ 3, lấy A mũ 3 lên A mũ 3. Rồi, mình quăng B với C vào trong cái con T này. Cái này nó bằng ok log A. Rồi B bình, B bình nghĩa là A mũ 2 tất cả bình lần nữa, nghĩa là ra A mũ 4. Ok, mũ trong nhân mũ ngoài vậy đó. À, đây 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 thì đây đây. A mũ 2 tất cả mũ 2, lấy mũ trong nhân mũ ngoài ra A mũ 4. Ok không? Tương tự C lập, C lập nghĩa là lấy A mũ 3, mũ 3 thêm lần nữa, lấy mũ trong nhân mũ ngoài, 3 nhân 3 là bằng 9. Vậy là A mũ 9. Đấy, dấu nhân cho nên mình lấy 2 mũ cộng lại 4 9 13. Nó sẽ là log A của A mũ 13. Quăng 13 ra ngoài thì được 13 luôn. Đúng không? Quăng 13 ra ngoài thì mình sẽ ra log cơ A của A, log cơ A của A bằng 1. Nhá, và cái nên mình được 13 luôn. Câu C, ngon lành. À, hai mắt cách cũng là cách nào được hết. Thằng nào phù hợp với mình lấy mình làm. Câu 5, phương trình log 2 của 3x trừ 2 bằng 2 có nghĩa là ok. Câu này còn nếu như làm tự luận thì đừng quên điều kiện. Điều kiện của mình là 3x trừ 2 lớn không, đồng ý không? Nghĩa là x lớn hơn 2/3. Ok. X lớn hơn 2/3 nghĩa là mình bỏ ngay lập tức câu C rồi. Dạ, đồng ý không? Rồi, có nghĩa thì đơn giản nó đưa về mũ. Vậy mà phương trình nó sẽ suy ra 3x trừ 2 bằng 2 mũ 2 lên tại 2 này nè,
đẩy con 2 lên làm mũ, 2 cộng 2 là 4, nghĩa là x nó sẽ bằng 2 vậy, đúng không? Chữ 2 chữ 3 bằng 6, chữ 3 bằng 2, đúng rồi. Sau cái điều kiện này, có điều kiện này, con 2 này nhận, nghĩa là của A. Ok, rồi, nếu ông ấy đơn giản, nó cho đáp án rất là cụ thể, cho nên mình sẽ đi can, nhá. Log 2 của 3 x trừ 2, nhớ chuyển xét toàn bộ qua một vế, trừ 2, rồi, can. Câu A x bằng 2 nè, vật vật, lấy bằng 0 tròn chỉnh luôn, quá tuyệt vời, vậy là câu A đúng chắc luôn, đó là nghề, cứ ra 0 là nghề thôi. Ok, 6 nha, câu 6 nha. Hình hộp ABCD phẩy B phẩy C phẩy D phẩy ABCD hình vuông góc giữa A phẩy D phẩy. Ok. A phẩy D phẩy với BD bằng nhiêu hả? Ok, rất easy nhá. Góc giữa hai đường, góc giữa hai đường. Đây là phương pháp tìm góc giữa hai đường. Đơn giản, mình sẽ đi giữ lại một đường, thường là như thế nhỉ, giữ lại một đường và tự tiến đường kia song song. Giả dụ như mình giữ lại BD chẳng hạn, đúng không? Giữ lại BD. Rồi, giữ BD lại. Rồi, đứa nào song song với A phải D phải thì là AD chứ gì nữa, đúng không? AD. Đúng không? Rõ ràng A phải D phải song song với AD. Cho nên mình có quyền thế AD vô cái vị trí của A phải D phải. Rất đơn giản vậy thôi. Rồi, tất nhiên góc này chính là bằng góc A D B, đúng không? A D B là góc này. Đấy. Và tất nhiên tại vì đề cho hình vuông ABCD là hình vuông, cho nên góc đó 45 chắc luôn, xiềng luôn. Ok, cũng làm nha. Vậy là cô B rồi. Okay. Đấy. Nhắc lại phương pháp đi tìm góc giữa hai đường, thường mình sẽ giữ lại một đường, sau đó đi tìm một cái đường khác song song với đường kia. Ok không nha, song song với đường kia. Đấy. Và tốt nhất là cái đường song song đó nó phải cắt cái đường mình được giữ lại, đúng không? Cắt là D nè, có trường hợp là cắt là D, đấy là hay nhất rồi. Đấy, câu bảy đường cong trong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào? Ok, ok, rõ ràng đây là đồ thị hàm mũ, rất rõ ràng đúng không? Đồ thị hàm mũ. Tại vì vì sao? Tại vì cái đồ thị này nó nằm ở trên OX, nằm hết toàn bộ lên trên OX, nghĩa là chắc chắn luôn y nó lớn không rồi, đúng không? Y lớn không, thì đây là hàm mũ rồi, hàm mũ lớn không mà luôn luôn lớn không. Rồi, cái thứ nhất, thứ hai đây là hàm đồng biến, nó chạy lên rồi, thấy không? Nó từ bên trái cho nó chạy lên thì sao? Thì cơ số, nhớ hàm đồng biến thì cơ số nó sẽ lớn một, đấy, từ hai thứ này, thằng này mũ nè, mũ từ hai thứ này tự nhiên mình sẽ chọn câu đề 3 giây, đúng không? 3 giây, 3 giây, ok. Rồi. Câu 8. Câu 8. Cho hai đường thẳng phân biệt AB và mặt phẳng P, trong đó A vuông góc với P, mặt đề nào sau đây sai? Sai nhá. Ok. Giờ vẽ sơ sơ là AB này. Đúng không? Rồi A vuông góc với P, A đây, đường A đây, vuông góc cái L. Đấy, rồi. Câu A, nếu B song song A, tôi vẽ thêm B này song song A. Đấy. Thì B vuông góc với P. Hợp lý không? Quá hợp lý, làm sao mà không vuông góc được, đúng không? Rồi, câu A là câu đúng, bỏ. Ok, rồi câu B, nếu B vuông góc với A thì B song song với P. Nếu B vuông góc với A thì B song song với P. Ô, câu B là câu sai, chọn câu B. Vì sao? Ok, thì thật sự nếu như B nằm đây đi, B nằm đây, vuông góc với A, đúng không? Thì đúng là B nó song song với P thật, đúng. Nhưng nó thiếu cái trường hợp nào? Trường hợp con B á, cái đường B á, nó nằm luôn trong mặt phẳng P. Nó thiếu cái trường hợp đó, trường hợp này nè. Đấy, đây. Chỗ này nó thiếu trường hợp, nếu như phải sửa cái câu của B thì mình sẽ thêm vô. Hoặc là đường B là nằm trong mặt phẳng P, như vậy nó mới đúng. Ok không? Tất nhiên câu C, câu D là đúng hết, đúng không? Câu C, B song song với P, B song song với P thì B vuông góc với A, đúng rồi anh em. B song song với P là chỗ này nè, đúng không? Thì B vuông góc với A chắc luôn. Câu D, B vuông góc với P thì B song song với A. Ok, câu D đúng nha, câu D đúng nha.
Về đúng nhỉ, à, tại vì rõ ràng đề nó cho AB là hai mặt phẳng, à, hai đường thẳng phân biệt, à, thì chỉ có thể B song song với A thôi, nó không thể bị trùng nhau được. Ok, rồi tóm lại câu B là câu sai, và nếu sửa thì mình sẽ sửa là hòa thêm vô cái trường hợp là B nằm ở trong mặt phẳng P. Ok, rồi câu 9, câu 9 tập luyện bất phương trình. Oh, easy game, easy game. Rồi thằng này nếu như làm tự luận đơn giản, 3 mũ 2 trừ 1 lớn hơn 279 là bằng 3 mũ 3, đồng ý không? Rồi cùng mũ rồi, cùng mũ rồi, vứt mũ đi, à xin lỗi xin lỗi, cùng cơ chứ, cùng cơ rồi vứt cơ đi ha, thì sẽ ra 2x trừ 1 lớn 3. À để ý một tí, 3 này chính là cơ số đồng biến, lớn 1 lớn 1 lớn 1 nha, cho nên nó đồng biến, cho nên giữ giữ chiều lại ha, thằng này lớn hơn, giữ lại lớn hơn. Ok, tổng cho máy lại mình sẽ có x lớn hơn 2 đúng không, 4 vẫn chuyển hòa đúng rồi, và x chạy từ 2 cộng vô cùng. Ủa, cô B kìa, cậu B quốc, cô B bấm. Ok, rồi. Trắc nghiệm. Vẽ trục số ra. Đấy, nói chung là cứ gặp bất phương trình là cứ vẽ trục số là mà chơi. Rồi, dò từ bên trái sang 1 phần 3. 1 phần 3 là nhỏ nhất. Đúng không? À, không đâu ta. Đúng rồi, 1 phần 3 là 0,33 mà. Đây, 1 phần 3 nè. Rồi tới 1 phần 2 nè. Rồi tới bao nhiêu nữa? Tới 2. Tới 3, đúng không? Rồi ok, đi dò. Mình không cần dò cái khoảng này tại vì không có trừ vô cùng, đúng không? Dò khôn lên. Đẩy hết toàn bộ của bên trái nhá. 3 mũ 2x trừ 1. Ok. Trừ cho 27. Can. Từ 1 phần 3 đến 1 phần 2, cái này là 0,33. Còn cái này là 0,5 là mình có thể dò 0,4, đúng không? Giữa đó, bập bập. Rồi, âm 4 rồi. Trừ. Rồi. Từ 1 phần 2 đến 2 nghĩa là can 0,6 đi, đúng không? 0,6 hoặc can 1 cũng được vô tư. Rồi, âm luôn, thích nhỉ. Rồi, từ 2 cho đến 3. Từ 2 đến 3 là can là bằng 2,5 đấy. Ừ, bập bập. Rồi, dương, tuyệt vời, dương. Rồi, từ 3 trở đi là can 4. Bao dương? Ok, dương. Đấy, đề cần gì? Đề cần dương, dương nè. Đó, xin lấy từ đây đây. Ok, lấy từ 2 cộng vô cùng cô B. À, bây giờ, bây giờ. Ừ. Rồi, mời. Câu 10 nghiệp của phương trình của easy game đó, easy game thôi. Mình đưa về log là được, đúng không? Đưa về log. 4 mũ 2x trừ 3 bằng 5 thì 2x trừ 3 nó sẽ bằng log 4 của 5. Ok chưa? Bằng 4 của 5. Số 4 này là đang là cơ số, thì qua lóc nó vẫn là cơ số. Đấy, chưa? Rồi, tóm cái máy là mình sẽ có x bằng chuyển trừ 3 sang chia 2, 1 phần 2 nè, 3 nè, cộng cho lóc, đúng nào? Ok, vậy là câu nào 1 phần 2, 3 cộng, 3 cộng, lóc 4 nằm, ok, của đề, của đề, của đề. Yeah. Ok, con dê luôn. Con dê. Rồi, một lần nữa, tại vì nghiệp đáp án quá là cụ thể cho nên mình có thể đi can 4 mũ 2x trừ 3. Rồi chuyển qua bên trái nha, luôn luôn chuyển qua bên trái nha, chuyển hết toàn bộ qua bên trái. Rồi 1 phần 2, ok. À, 0,5 đi cho nó dễ. Ừ. 3 trừ, rồi lóc cơ 5 của 4. À, lóc cơ 5 của 4, tại vì khi mà can như vậy á thì nó không có cục ở dưới, cho nên mình sẽ bấm dấu phẩy cho mấy đứa nhé. Lóc cơ 5 của 4 nè, ship nè, ship mở đóng ngoặc, ship đóng ngoặc sẽ là cái phẩy, dấu phẩy đây nè, không dấu phẩy này chứ không phải dấu phẩy của số nha, rất là phân nha, dấu phẩy của máy tính á, phẩy này nè. Rồi 4 nha, tại khi mình bấm như vậy nghĩa là đây chính là lóc cơ 5 của 4. Ok nha. À, đóng ngoặc cái bấm bấm, rồi sai rồi đúng không? Ok, rồi mình sẽ can cái đáp án của mình đó, câu câu D nhá, 0,5 nè, nhân nè, 3 nè, cộng log 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 đây, log cơ 4 mũ ở con 4 nè, phải cái nè của 5 nè, đó log cơ 4 của 5 như vậy nhá. Ok, bằng bằng đấy, bằng không chọn chữ luôn, có tuyệt vời. Ok. Ừ. Rồi cô đề nhé. 11 11 nghìn phương trình 2 mũ 2 x trừ 5 bằng 2x tụ tập hợp nào như đây. Ô easy game. À, ô thằng này thì không bấm máy được. Ui dồi ôi, thằng này không bấm máy được nha. Tại vì đây là nghiệm của phương trình
thì mình không thể nào bấm máy, mình bấm gì số nào ai biết số nào mà bấm đâu, đúng không? Cho nên buộc phải làm tự luận rồi, mà dễ mà đúng không? Cùng cơ là bỏ cơ, đơn giản 2x trừ 5 bằng x, hợp lý không? Đó là x bằng năm, đúng nhỉ, bằng 5, quá ngon. X bằng 5 thì nó nằm trong khoảng nào nhỉ? Thì cô D chứ gì nữa, đúng không? Mẹ ngọc luôn mà. Không đâu, còn như cơm mẹ nấu luôn đấy. 12, 12 cho x và y hai số thực khác một, alpha beta là hai số thực tùy ý. Rồi mệnh đề sai, mệnh đề sai. Ok, câu A, ôi câu A là sai bét luôn, câu A là sai bét bẹt bẹt luôn. Ừ, câu A nha. Rồi câu B, câu C và câu D là đúng nha, đó là công thức mới được. Khi cùng mũ như vậy câu B thì mình sẽ lấy dấu nhân nhá, à mình sẽ lấy hai cơ mình gắn nhau này. Đấy, câu C khi cùng cơ thì mình lấy hai cái mũ cộng lại. Ok, câu D khi cùng mũ như vậy thì mình sẽ lấy cơ ở trên chia cơ ở dưới, ok nha. Rồi gom mũ lại. Đấy, câu A là câu sao thì sẽ bét. Ok, 13, tìm tập xác định D của hàm số y bằng log cơ 2x bình trừ 2x trừ 3. Ý gì em? Tập xác định là của quần log này là gì? Cục này lớn không? Đơn giản. X bình trừ 2x trừ 3 lớn không? Rồi bấm máy cái eo một cái. Bấm máy thôi. Bấm máy mình sẽ ra trừ 1 3. Lớn hơn vậy là nhỏ hơn trừ 1 à? Chắc là câu C rồi. À, 2 lớn hơn 1 trừ 2 trừ 3 bập bập. Rồi, x nhỏ hơn trừ 1 lớn 3. Ngon lành, C. Ngon cơm. Rồi, 14. 14 tập hợp nghiệm của các phương trình. Rồi, một lần nữa. Lại gặp lóc, đúng không? Có điều kiện rồi. Đừng quên điều kiện. Điều kiện. Cục này lớn không? Nghĩa là x lớn trừ 1. Đấy. X lớn trừ 1. X lớn trừ 1 nghĩa là mình có quyền bỏ của A bỏ bền. Cảm thấy không? Có thấy không? Đấy không? À. Rồi. À, rồi, bắt đầu giải với phương trình thôi. Nào. Vậy mình sẽ có x cộng 1 nó sẽ nhỏ hơn 2 mũ 3, lấy 2 đẩy con 3 lên làm mũ, 2 mũ 3 là bằng 8. Tóm cái máy là mình sẽ có x nhỏ hơn 7. Đây, kết hợp thằng này với điều kiện là từ trừ 1 cho đến 7, nghĩa là cụ đề. Ok man. Đó, ngon lần đó. Rồi, làm một lần nữa. Cái điểm số ra, để cái eo ra. Ok, đẩy lên, đẩy số lên. Trừ 1 nè, 7 nè, 8 nè, rồi đi can. Nhớ chuyển hết toàn bộ qua bên trái. À, chuyển hết toàn bộ qua bên trái. Ok, chữ thế là chúng mình sẽ có log. Log 2 của x cộng 1, rồi trừ 3 đi nhá. Chuyển qua bên trái nhá. Can. Rồi tất nhiên mình sẽ không cần phải can cái khoảng này, đúng không? Tại vì đáp án không có cộng vô cùng. Nhưng mà nó có trừ vô cùng nha, can nhỏ hơn trừ 1, trừ 2 chẳng hạn, bập bập. Ô lỗi phép tính, lỗi phép tính bỏ, lỗi phép tính bỏ ngay tức. Rồi, tiếp tục can tiếp. Từ trừ 1 đến 7, ví dụ can là bằng 1 đấy, bập bập. Rồi, âm 4 là rồi, âm rồi, âm rồi. Từ 7 đến 8, ví dụ can bằng 7,5 đấy. Eo eo, ok, dường, tẹt. Và mình cần là cần âm, đúng không? Nè, nè, âm nè. Đây, lấy từ trừ 1 đến 7 của đề. Ngon không? Ngon như cơm mẹ nấu. Rồi 15, 15, 15. Ok, cho ba cái hàm mũ. Ta có what? À ok, trắc nghiệm đúng sai. À rồi, trắc nghiệm đúng sai nào chơi. Thứ nhất, mình thấy rằng hàm y bằng a with ở trong ba đứa, y bằng a with là nó đặc biệt nhất, đúng không? Nó khác hàng kia, cho nên khác cái nào nó chạy xuống, đúng không? Từ đó nó chạy xuống, nghĩa là sao? Nghĩa là nó nghịch biến. Nếu nghịch biến thì sao? Nghịch biến thì con a cơ số phải lớn hơn không và nhỏ hơn một, ok chưa? Y bằng a with là hàm nghịch biến, à biến nghịch biến, cho nên mình phán a này lớn không nhỏ một một đứa. Rồi tiếp tục, tiếp tục con y bằng b mũ x với c mũ x đều là hàm đồng biến, chạy lên mà, nhờ nó chạy lên mà, cho nên
cơ số sẽ lớn một, đúng không? Y b mũ x với là y bằng c mũ x đều là đồng biến hết, cho nên phán con b và c này đều lớn một. À, đều lớn một nhá. Rồi tới đó là mình có quyền phán câu 15 là không sai. Vì sao? Nhìn là biết là sai rồi. BC lớn 1, A nhỏ 1 thì tự nhiên là làm sao mà A lớn hơn BC được, đúng không? B với C phải lớn hơn A. Nghĩa là B nhỏ hơn C nhỏ hơn A là sai mất tiêu rồi. Sai. Ok chưa? Rồi, sửa ra, sửa sai nè. Nếu muốn sửa sai, mình cần biết B với C đứa nào lớn hơn, đúng không? À, và nếu muốn biết B với C đứa nào lớn hơn thì mấy đứa cần nhớ bốn chữ vàng. Bốn chữ vàng trong trong đồ thị lóc mũ. À, nhớ nha, bốn chữ đó là mũ dọc lóc ngang. À, nhớ nha, nhớ bốn chữ đó, mũ dọc thì dọc mà nhớ cần lóc ngang. Ok thôi, nhớ bốn chữ này, bốn chữ này mà xài không nên sai hết. Ừ. Nào, mũ dọc là sao? Khi gặp đồ thị hàm mũ thì đi kẻ một đường dọc ngay tại x bằng 1. Nhớ, ngay tại x bằng 1 nha. Rồi, x bằng 1 đó, chắc cỡ này nè. Thôi, lấy đại cái này đi ha. 1 đi ha, chỗ này đi ha. Rồi, kẻ lên. Ừ, kẻ đường dọc lên. Mũ dọc mà, đúng không? Lên thế này. Thì ok, cái đường này là đường x bằng 1 nha. X bằng 1. Rồi, đường x bằng 1 nó cắt đồ thị y bằng c mũ x nằm đây, đúng không? Vậy ngay chỗ này, ngay chỗ này y bằng mấy? Y bằng c chứ mấy, đồng ý không? Tại vì sao? X bằng 1 mà, x bằng 1 thì mình thế vào đây nè thì ra y bằng c mũ 1, thế mũ 1 là bằng c, đồng ý không? Rồi test cái đồ, cái đường x bằng 1 đấy nó cắt đồ thị y bằng b ngay tại chỗ này đi chẳng hạn. Ok, ngay chỗ này ha. Vậy thì ngay chỗ này y bằng mấy? Y bằng bằng b, đúng rồi, y bằng b. Vì sao vậy? Tại vì x bằng 1 mà. X bằng 1 thế vào đây thì y bằng b mũ 1 là bằng b. Vậy tự nhiên b lớn hơn c. B nó cao hơn c cho nên nó phải lớn hơn. Đó. Từ đấy mình có quyền phán, tóm cái váy là có quyền phán, sửa luôn đúng không? Sửa luôn. A nhỏ nhất. Rồi tới c, rồi tới b. Đấy, ok không? A nhỏ hơn C nhỏ hơn B mới chính xác. Đó. Nát chưa? Nát chưa? À. Vậy câu 15 là câu sai nha. Rồi. Bốn chữ vàng. Mũ dọc. Lóc nghe. À. Về nhà. Lấy một tờ giấy nốt ra. Ghi bốn chữ đó vào trong tờ giấy nốt. Đốt mà uống đi. Cho nó nhớ. Ok chưa? Ai giỡn tí thôi. Nhưng mà nhớ bốn chữ đó làm đồ thị mất ngủ. Không là sai hết. Được không? Rồi. Mở rộng ra một tí, nếu như có hàm lóc thì mấy đứa sẽ kẻ một cái đường ngang qua ngay chỗ y bằng 1. Ok không? À, ngay chỗ y bằng 1 nha, nhớ nha. Rồi. 16. 16. Ok, tập xác định của hàm y bằng len của trừ x bình cộng 5x trừ 6 là d bằng 23. Ok. Muốn tìm tập xác định y gì game rất dễ. Tập xác định của thằng này là gì? Trừ x bình cộng 5x trừ 6. Phải lớn không? Đúng chưa? Học lấy chưa? Rồi cầm máy lên bấm thôi. Thế đây có gì phải ngại nữa. Dạ. Con nghiện bấm máy là còn ngại. Đây. 2 lớn hơn không? 1 trừ 1 này. 5 này. Trừ 6 này. Bập bập. Ok. X chạy từ 2 đến 3. Đây chính là tập xác định của mình nè. 23. 23 đúng sai. Ok. Và cái đúng rồi. Bao đúng, ok chưa? Rồi, còn F 17. 17 tập S của bất phương trình. Ok, là một. Rồi. Thằng này rất easy. À, rất easy thôi. Nào, từ mũ mình đưa về lóc không? Vậy là 1 trừ 7 phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn nha, nhỏ hơn bằng nha. Lóc cơ 2 phần 5 25 phần 4. Ok chưa? Ở mũ ấy, thằng này đang là cơ số thì nó qua lóc nó vẫn là cơ số rồi. À, đó là thứ nhất. Thứ hai là tại sao mình lại quay xe? À, tại sao mình lại quay xe chỗ này? Từ lớn hơn thành nhỏ hơn hoặc bằng. Tại vì 2 phần 5 kẹp giữa từ 0 đến 1.
đúng không? 0,4 mà nó là cơ số nghịch biến, cho nên nhớ quay xe, thấy không? Gặp nghịch biến là quay xe, à gặp nghịch biến là quay xe, ok rồi. Ủa vậy đúng sai ta? À không biết đúng sai hồi dò tép, bấm máy này đi ha, bấm máy đi cho nó lành đó. Lắc cơ 2/5 ủa 25/4 bấm trừ 2 nhé, vậy là 1 trừ 3x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2, tổng cái váy là sẽ có x lớn hơn đúng không, x lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu ta, x lớn bằng 1 đi không, đúng rồi x lớn bằng 1, ok vậy là tập nghiệm là từ 1 đến cộng vô cùng, quá chính xác luôn, đúng bao đúng ở đây bao đúng, ok đó là tự luận không, đó là tự luận. Còn nếu làm trắc nghiệm làm thế này rất đơn giản, lại một lần nữa mình sẽ quăng hết toàn bộ qua bên trái, à quăng hết vào máy luôn, mũ 1 trừ 3x nè, rồi trừ cho 25 chia 4, ok rồi can thôi. Bây giờ mình muốn biết là một cộng vô cùng đúng hay sai, mình vẽ trục số ra nè, tay một đây dò hai thứ, à dò hai cái, dò lỡ lỡ là dò luôn bên trái số 1, ví dụ x bằng 0 đi đấy, à thật ra mình không cần phải dò bên trái số 1 nữa nha, mình dò cái đáp án này nè, một cộng vô cùng nè ha, rồi bên phải số 1 là 5 đây, bập bập rồi bao dương nha, rồi dò ngay số 1 tại vì có cái mặt vuông đúng không, ngay số 1 nữa, bập 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 rồi không lấy không lấy nha, tại vì đề nó có dấu bằng ở đây mà, đồng ý không, cho nên bằng không được mà ha, nghĩa là mình lấy từ 1, từ 1 cho đến cộng vô cùng, ok câu 17 là có đúng đấy, đó là dùng máy tính á, được không? Rồi 18 18 phương trình log 3 của x cộng 1 bằng log 3 của x bình trừ 1 có hai nghĩa phân biệt. Ồ bài này nè, bài này nếu như mấy đứa thiếu điều kiện là coi chừng chặt bài này nha, à nè giả dụ không làm điều kiện nào, à, nếu không làm điều kiện thì có phải là mình bay vô mình cho hai quả yêu x cộng 1 với x bình trừ 1 bằng 0, à bằng nhau gì đúng không, tại sao cùng cơ rồi, bên đây bên trái log cơ 3 bên phải log cơ 3 luôn, vậy thì bỏ log, nghĩa là mình sẽ có x cộng 1 bằng với x bình trừ 1 thôi nha, thì từ đó chuyển hết toàn bộ qua một vé, mình sẽ có x bình trừ x trừ 2 không, bấm máy một cái rụp một cái mình sẽ có x bằng bao nhiêu, x bằng trừ 1 với x bằng bằng 2, rõ ràng quá rồi nha. Ừ rồi vậy là nếu như mà à, thế nào vậy, nếu như không có điều kiện đó thì cung 18 có đúng, và xong rồi mình toan, tại vì sao, tại vì nếu làm điều kiện nào, à cho nên thầy mới nói đọc đề vô thấy chữ lock thấy chữ len ngay lập tức quất điều kiện vô, không cần biết đề nó hỏi cái gì hết. Ừ tại vì mình quất vô liền ngay lập tức, làm liền ngay lập tức cái việc đó, việc rất quan trọng nha, điều kiện đây lớn không đúng không, x lớn trừ 1 đây lớn không, x bình trừ 1 lớn không, rồi mình có thể đi đi bấm máy cái này, máy cái này hả, à, khỏi bấm máy chứ đúng không, không bấm máy đi thử liền lại đâu biết ra biết liền đúng không, khỏi bấm máy nè, x bằng trừ 1 là loại bố rồi đúng không, x nó phải lớn trừ 1 mà trời đúng nhỉ, ha loại liền, loại loại có loại nào, x bằng 2, x bằng 2 thì 2 lớn trừ 1 đúng rồi nha, rồi 2 quăng vào đây, 2 quăng vào đây, 2 bình là 4, 4 trừ 1 là còn 3, 3 lớn không, qua đúng, đấy, nha, vậy nghĩa là câu này là câu sai, nó chỉ có một nghiệm thôi, là x bằng 2 thôi, ok chưa, ok chưa, đừng quên điều kiện, đừng quên điều kiện, đừng quên điều kiện, lóc, ok nha, rồi, đấy, đó là ngon lành 18 câu, còn đã chưa? Ừ. Hy vọng là đã học được rất nhiều thứ. Nào, tự luận nào. 19 tự luận. À, để coi coi, một trong trong một thí nghiệm nghiên cứu quần thể ruồi giấm đang tăng lên theo T ngày. Ok. Theo mô hình tăng trưởng hàm mũ. À, tăng trưởng, nó là tăng trưởng hàm mũ thôi đó. À, tăng trưởng hàm mũ. Chứ tăng tuần của yêu gì? Y bằng C nhân E mũ K nhân T.
Ok, CK là hàm số. Ok, CK hàm số. À, sau 2 ngày có 100 con và sau 4 ngày có 300 con. Ok. Rồi, T là ngày, còn Y là số con sau bằng đó ngày. Rồi, hỏi sau 5 ngày có bao nhiêu con hồi dẫn. Vậy đơn giản thôi, mình thế vào mình sẽ tìm được hằng số C và con trang. Dạ, ok, để bằng. Ngày nhé. Sau 2 ngày có 100 con, nghĩa là mình sẽ có T T bằng 2 với là y bằng 100, đồng ý chưa? Từ đó bán cái phương trình đầu tiên 100 bằng C nhân E mũ 2K, đúng chưa? Rồi, thứ hai, sau 4 ngày có 300 con, nghĩa là T bằng 4 y bằng 300. Thế vào đây sẽ có 300 bằng C nhân E mũ 3K, à không, 4K đó, 4K. Ok, T bằng 4 mà. Rồi, mình sẽ đi lấy ở dưới, mình chia trên nha. Đây là số 1 nè, thì số 2 nè, lấy 1, à, lấy 2 chia 1, đúng, lấy 2 chia 1 nó dễ. 2 chia 1 thì mình sẽ có gì? Thì 300, 300 chia 100 là còn 3 nào, đúng không? C chia C mất xác rồi. E mũ 4K chia E mũ 2K thì cùng cơ mà dấu chia, cho nên lấy mũ trừ mũ, nghĩa là ra E mũ 2K, đúng không? 4K trừ 2K là bằng 2K thôi. Ok chưa? Từ đây mình sẽ được K. K chính là bằng 2K trước đi. 2K là bằng len, len của 3. Đồng ý không? Len của 3 nha. Rồi. Vậy nghĩa là khoảng K bằng 1 phần 2 len 3. Một đứa. Ok chưa? Rồi. Có K rồi, mình quăng lên tìm con C thôi, đúng không? Con tìm C. Nào, 1 chia ra 100 bằng C nhân E mũ 2K, nghĩa là 2K mình thế K bằng 1 phần 2 len 3 vào thì nó sẽ được là E mũ 2, 1 phần 2 mất rồi, E mũ len 3. Ok không? Rồi, mình có công thức đó, làm vào cho dễ rồi. A mũ log cơ A của M bằng M. Ok, khi mà mình thấy cái đống này là cái này nè, nó bằng cái này nè, giống nhau thì mất hết còn M thôi. Đấy, thì áp dụng trên đây đó, E nè, thì cơ E đây nè, con cơ E cơ số tự nhiên mà, cho nên cái thằng đó nó bằng nhiêu ta, bằng bằng 3 thôi, bằng 3C nè, đúng không? Từ đó tìm C, C nó sẽ bằng 100 phần 3, đồng ý không? Thế là sao? Đấy. Vậy mình sẽ có một cái hàm số y bằng 100 phần 3 nhân với e mũ cả nhiêu này, mũ 1 phần 2 len 3 nhân với t. Ok, tất nhiên đề hỏi sau 5 ngày, sau 5 ngày nghĩa là t âm, rõ ràng quá rồi, t bằng 5 suy y nó sẽ bằng ở đây còn mấy lên bấm, đúng không? Mấy bấm thôi, ngại quá. Nghiệm còn ngại 100 phần 3 đi chảy rồi. Rồi đem nhân cho e mẫu 1 phần 2 nè lên 3 nè nhân với lại con t bằng 5 bóp 5 1 9 5 1 9 phẩy 6 12. Ok, còn nha, thế là xong. Ok, còn là đâu? Ok men, còn 20 nhé các cậu. 10 nào. 20 giải bất phương trình sau. Ok. Đầu tiên, một lần nữa, thấy lóc không? Làm điều kiện trước đã, tính gì tính. Điều kiện. Đừng quên điều kiện. Điều kiện x bình trừ 6x cộng 18 lớn không? Một đứa. Bên kia điều kiện x trừ 4
lớn không, hai đứa dạy hỏi bấm máy thôi đúng không, chơi hoặc câu bấm máy, tự tin mà bấm máy à, tự tin bấm máy với nụ cười không, đây hai lớn không nè, một nè, trừ sáu nè, 18 eo eo đấy, tất cả số thật quá đúng nè à, rồi thôi mình bỏ điều kiện đi luôn, thằng này luôn đúng, cho nên mình khoán điều kiện x lớn hơn bốn đấy, ba hai ép à, bây giờ mình đưa về cùng cơ thôi đúng không, đưa về cùng cơ, cơ đây cơ năm, cơ năm đẹp rồi nhá, cơ đồng biến nha, thường thường mình sẽ đưa về cơ đồng biến đó, bất phương trình hay phương trình quỷ yếu gì cũng mình cũng đưa về cơ đồng biến lớn một hết, cho nên cái con 1/5 này nè, cơ 1/5 này 1/5 chính là bằng à, 5 mũ trừ 1 ok không, vậy là bất phương trình, bất phương trình suy ra log mũ à, log cơ 5 mũ trừ 1 phải x bình trừ 6x cộng 18, rồi đem cộng cho cái con 2 nè, con 2 hơi bị vướng nha, quăng vào đây mũ đây nè, log 5 của x trừ 4 bình phương ok à, là tự nhiên mất con 2 sướng nha, nhọn không ok, rồi bây giờ cái trừ 1 này nè quăng ra ngoài này thì ra trừ đúng không, trừ log đúng không, đồng ý không, trừ log đó mình chuyển cái log qua bên phải là tự nhiên ra cộng log liền luôn, sướng không, từ đó phán log 5, rồi khai triển này nữa nha, khai triển mã x bình trừ 8x cộng 16 đấy, nhỏ hơn như đã nói, chuyển log kia qua bên phải, log cơ 5 x bình trừ 6x cộng 18, rồi cùng cơ rồi mà cơ đồng biến mới chịu chứ đúng không, cho nên vứt log luôn, nó sẽ ra x bình trừ 8x cộng 16 nhỏ hơn x bình trừ 6x cộng 18 ok, rồi x bình hai bên vứt sát, vậy là nó ra chuyển qua bên phải đi ha cho nó sướng, chuyển bên phải là sẽ ra 2x nè, 16 chuyển sang cộng 2 nè, lớn hơn không nè đúng không, lớn không, từ đó phán x lớn hơn trừ 1 nha, kết hợp thằng này với cái điều kiện này lại thì mình sẽ có x lớn hơn 4, đây chính là đáp án, cùng lớn lên lớn với đứa nhé, cùng lớn lên lớn ok mẹ, tuyệt vời không, à, ok hòa một nha, hòa một cho hình chóp SABCD nào, vẽ hình làm nào, hình thấp thế không sao, chóp SABCD chữ nhật, rồi sinh thô là giao điểm hai điểm chéo, rồi giao điểm hai điểm chéo có chiều ok thì không cái nào góc đấy, rồi chứng minh rằng BC vuông góc SB, BC vuông góc SB, ủa cái gì các em đồng ý không, muốn chứng minh đường vuông góc với đường như thế thì mình sẽ đi chứng minh đường vuông góc với mặt trước, cái mặt chứa đường này vuông góc với đường kia, thế thôi, cụ thể là BC sẽ vuông góc với SAB đồng ý không, câu A nhá, rồi rõ ràng mình có BC vuông góc với SA là một này. Vì sao vậy? Tại vì SA vuông góc với đáy, đúng không? Thì BC nằm trong đáy mà. Nha. Thứ hai, BC vuông góc với AB, đúng không? Vì sao vậy? Tại vì ABCD là hình chữ nhật. À, từ đó mình có quyền phán BC vuông góc với cái mặt SAB. À. À, vậy thì BC buộc phải vuông góc với SB, tại vì SB nằm trong cái mặt này. Đấy. Ngon rồi đâu. Ok. Xong câu A. Thế thôi. Tất nhiên là tự luận nó sẽ có một số giáo viên họ hơi khó. Họ hơi khó. Tốt nhất với nó trình bày giống như trên trường hay nhất. Rồi câu B. K là hình chiếu vuông góc của ANSD. Ok. Từ từ A. A đâm vuông góc lên SD. Này thì vuông góc ok nhá, ok
Rồi. Chứng minh CD vuông góc với SAD. CD. CD vuông góc với SAD. Muốn chứng minh CD vuông góc với SAD thì mình sẽ lôi ra trong mặt SAD hai đường vuông góc với CD. Thì rõ ràng chắc chắn đường đầu tiên là đường AD. AD vuông góc với CD. Rõ ràng đúng không? Tại vì hình chữ nhật mà. Đường thứ hai bắt buộc phải là đường nào? Đường SA. À, tại vì SA là trên đường cao đó. Đúng không? SA là đường cao chứ, SA là đường cao chóp á, cho nên ráng máng con SA vô được càng tốt, à, cứ máng con SA vô là ngon. Rồi, sẽ mình chứng minh nha. Thì đó, rõ ràng SA vuông góc với CD. Vì sao vậy? Tại vì SA vuông góc đáy mà, đúng không? Con CD nằm dưới đáy á. Đấy. Rồi, thứ hai, CD là vuông góc với AD nha, AD. Vì ABCD là hình chữ nhật, quá gõ ghề. Ừ. Rồi, từ đó mình có quyền phán con CD nó vuông với cái mặt SAD. Đấy. Ổn áp. Đáp. Rồi, AK vuông góc với SCD. Rồi, lại một lần nữa. Muốn chứng minh AK vuông góc với mặt SCD thì lôi ra trong mặt SCD hai đường vuông góc với AK. À, đường thứ nhất là đường vuông góc trực tiếp rõ ràng AK vuông góc với SD, rõ ràng đúng không? SD. Rồi, thứ hai đường nào là đường CD. Hỏi không? À, thì giữa đường SC và đường CD thì mình nên lấy CD, tại vì CD nó vuông góc là nhiều hơn đúng không? CD vuông góc với AD nè, CD vuông góc với CB nè, CD vuông góc với SA nè, ông CD vuông góc quá lắm luôn đúng không? Cho nên thôi lấy CD cho sướng. Rồi, vậy là CD này vuông góc với AK thì chưa còn ấy không, nhưng mà rất dễ, tại vì sao? AK nó nằm trong mặt SAD đúng không, mà mình mới chứng minh được CD vuông góc với SAD, cho nên mình có quyền phán CD vuông góc với AK đúng không? AK nằm trong mặt này mà. Dạ. Rồi, mà vô phát là xong. Mà con SD cũng vuông góc với AK, để cho bao để cho luôn, từ đó mình có quyền phán AK vuông góc với cái mặt SCD. Đấy, xong câu B. Còn áp không? Rất cơ bản. À, rất cơ bản. Rồi, câu C. Tính góc giữa đường thẳng SO mặt phẳng ABCD. Ok, rồi. À, trước khi nói đến cái vụ góc nè, à, thì à, thầy thấy có một số trường ấy, hoặc là một số giáo viên họ họ hướng dẫn mấy đứa theo khoảng cách trước, à, nghĩa là sau khi học vuông góc là nó có hai cái chuyên đề nó ăn theo cái vuông góc đó, một đó là góc, góc hai là khoảng cách. Ok, khoảng cách. Rồi, trong góc này sẽ có ba loại. Thứ nhất là góc giữa đường với đường, đúng không? Ví dụ góc giữa đường SA và đường AC, ví dụ vậy. À, đấy là góc 90 độ ha. Rồi, phần loại thứ hai là góc giữa đường với mặt. Ừ, góc giữa đường với mặt, ví dụ như cos đó là góc giữa đường SO với mặt ABCD. À, loại góc thứ ba là loại góc nào? Góc thứ ba là góc giữa mặt với mặt. Ok, ví dụ góc giữa mặt SBD và mặt phẳng ABCD. Đấy, ví dụ vậy. Đó, ba loại. Rồi, khoảng cách. Khoảng cách thì mình sẽ học khoảng cách giữa điểm và mặt. Ví dụ như khoảng cách từ điểm A lên mặt SBD. À, khoảng cách từ điểm lên mặt. Thứ hai là mình sẽ học cái khó. Cái khó là gì? Là khoảng cách giữa hai đường chéo nhau đó. Ví dụ như khoảng cách giữa SA và BC. Ví dụ vậy. Ok. Đấy. Thì sẽ có một số trường họ dạy khoảng cách trước. Sẽ có một số giáo viên họ dạy khoảng cách trước. Và ngược lại sẽ có một số giáo viên họ dạy góc trước, tùy ha. À, nếu như mấy đứa đã học góc rồi thì tuyệt vời, làm thôi. Còn nếu chưa học góc thì bây giờ học sợ gì, đúng không nhỉ? À, ok, nào chơi nè. Câu B, câu C. Góc giữa SO mặt phẳng ABCD. Ok, cái xuống đây làm nha. Góc giữa SO và mặt phẳng ABCD. Rồi, ok, nhớ đấy, khi làm góc thì mình sẽ nếu mà đụng góc giữa đường với mặt như thế thì mình sẽ dùng công thức đừng cắt chân. Ok nha, luôn luôn dùng công thức đừng cắt chân mới đúng nha. Đừng cắt
Chưa? Ok chưa? À, mặc dù thành rằng khi mấy đứa làm ấy thì cái định cách tranh này nó hơi mờ nhạt, à, hơi bị mờ nhạt thật sự như thế, sẽ thậm chí là sẽ có giáo viên họ dạy theo kiểu sách giáo khoa á, à, và không có nhắc gì đến định cách tranh ba chữ đó hết, nhưng mấy đứa rất 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 nên nhớ định cách tranh. Tại vì sao? Đơn giản, nếu là làm trắc nghiệm đó mà, đúng không, năm sau mình làm trắc nghiệm mà năm sau cỡ nào 100% mình cũng phải là trắc nghiệm hết, cho nên là làm định cách tranh để tìm góc dưới đường với mặt cực nhanh, ok không? Rồi, định cách tranh là của yêu gì hả? Rồi, góc giữa đường SO và ABCD, SO hai định, à, hai điểm, điểm S và điểm O, đúng không? Cách là cái gì? Cách là cái điểm nằm ở trong mặt, ok không nhỉ? Mặt phẳng ABCD thì rõ ràng O nằm trong mặt ABCD thì O là cách, ok chưa? Rồi, định là điểm còn lại, S. Ok chưa? Còn chân là cái gì? Chân chính là chân đường cao hạ từ đỉnh xuống cái mặt đề cho. À, nghĩa là đỉnh là S nè. S gì đó sẽ vuông góc với ABCD. Thì cái chỗ gì đó này nè, là chân. Ok chưa? Thì tất nhiên đó chính là điểm A. Đúng nhỉ? Tại vì SA vuông góc đấy mà. Nha. Vậy chân là chân A. À, định cách chân là góc SOA. Ok chưa? Vẽ luôn. Sợ gì? SOA đây. Đó. Ổn áp chưa? Khá là ổn áp luôn. Rồi góc SOA đây. À, ổn áp chưa? Ừ. Ok. Rồi, cần trình bày. À, có nghĩa là khi mà gặp góc dưới đường với mặt thì mấy đứa cứ làm được cách tranh, làm cho nó quen, ok không nhỉ? Ok, à, nói con chim bay dễ thôi. Nào, mình sẽ có vuông góc, không có vuông góc trước. Nào, mình có thì rõ ràng nè, chân là chân A đúng không? Định là S mà, thì mình sẽ có SA vuông góc rồi, đúng nhỉ? SA vuông góc đấy. Đấy, làm được cách tranh là biết ngay đứa nào vuông góc luôn đó. Lấy định nối với chân là ra cái đường vuông góc. Dạ, đúng không? SA, SA vuông góc. Rồi, khi có vuông góc như vậy thì mình sẽ có hình chiếu. À, hình chiếu là gì? Hình chiếu là cái, à, hình chiếu là đường nối hai cái điểm nằm trong mặt. Thì rõ ràng trong ba điểm S, O, A thì O với A nằm trong mặt ABCD trên OA hình chiếu. Dễ lắm, đúng không? Cứ nhớ hình chiếu nó phải nằm trong mặt. Hình chiếu là nằm phần này trong mặt phẳng đó. À, OA là hình chiếu của SO lên mặt A, B, C, D. Ok chưa? Thì khi có hình chiếu rồi mình có quyền phán góc giữa SO và mặt AB, CD chính là góc giữa SO và hình chiếu OA. Đấy, mình sẽ quăng cái hình chiếu vào trong cái mặt này. Ok không nhỉ? Rồi, điểm O bị lặp lại cho nên nhét nó vào giữa SOA. Đi, sau này chứ. Đấy, thì dùng định cách chân ra SOA mà. Đúng không? Hợp lý không? Mình không cần hình chiếu gì. Khi mà làm trắc nghiệm đó, mình cần hình chiếu, không cần quỹ rồi đó. Cứ làm định cách chân là hay nhất. Ok nha. Nhớ đấy, đường với mặt. Góc giữa đường với mặt, định cách chân. Lấy một tờ giấy nốt, ghi ba chữ vô. Dán ở chỗ mà dán chỗ phụ á, ok không, hay dán lên gương á, sáng dậy soi gương là thấy ba chữ định cách tranh rồi. Ok chưa? Rồi bây giờ đi tính góc SOA nha, để cho cái quỹ yêu gì đây. Ồ, có biến, có biến. Ok, để cho AB là bằng A. AB bằng A nào. AD bằng A căn 3 nào. SA là A căn 3 nào. Đủ rồi. Quá đủ rồi, quá xá đủ rồi. Tìm thôi. Được nha. Tìm vào đường cơ bản.
ba cái đồ yêu bị nó go bị nó ghét thôi có gì đâu. Rồi chơi nè. Muốn tính góc SOA. Ồ, mình đã có SA rồi, quá sướng. Bây giờ mình chỉ cần tìm thêm OA là ngon. OA là gì vậy? OA chính là bằng nửa AC. Đồng ý không? AC là gì vậy? AC chính là đường chéo hình chữ nhật tính bằng Pythagore. Vậy AC chính là bằng AB bình cộng cho BC bình. Đó, căn ra. À, AC là cạnh huyện nó mấy đứa. Chia 2 nè. Gói thế số. Đúng không? Thế số bằng. Bằng luôn, bằng cho máy bấm luôn cho nó khỏe. Nào, căn. Rồi AB bình. À mình có một cái cách bấm máy hoặc là tính toán là về cho nó dễ nè. Mấy đứa cho A bằng một khác luôn. Không, chỗ này là một nè. Chỗ này là căn 3, đúng không? 1 nhân căn 3 là căn 3, chỗ này cũng căn 3 luôn, cho A bằng một hết luôn. AB bình. A bình nó là bằng một bình nhé. Một bình nè. Cộng cho BC bình. BC bình đâu? BC là bằng với AD bằng căn 3, bình lên là bằng 3 nhé. Ok à. Em chia 2 ra. Bập bập 1. À, 1 nhé. Ngon nào. Có OA rồi. Bây giờ đi tính góc SOA bằng gì? Bằng tăng. Đúng không? Tăng của góc SOA. Vì sao tăng vậy? Đơn giản thôi. SA là đối. Ừ. AO kề. Nghĩa là dựng tăng. Đối. SA chia kề AO. Thế số. Cái này A căn 3. Cái này là y. Xin lỗi. Cái này không phải một cho mấy đứa nha. Thì quên mất. Mình cho A một mà cho nên cái này là bằng A nha, A nha, A hả, AO là bằng A, vậy là chia phát ra căn 3. Sau đó mình sẽ bấm xít tăng. À xít tăng, xít tăng, xít tăng của căn 3. Đẹp rồi, ok, mình có thể đổi qua độ luôn cho nó sướng. Bấm 60 độ nhá. Khoán góc giữa SO và mặt AB CD bằng góc SOA bằng 60 độ. Hết nước chấm luôn. Ok không? Hết nước chấm luôn. Ừ. Rồi. À, nhắc một tí nhá. Nhắc một tí ví dụ góc. Mới nhớ rằng góc giữa hai cái đối tượng mà không phải vector thì thường sẽ là góc nhọn. Ok không nhỉ? Góc giữa đường với đường lấy góc nhọn, góc giữa đường với mặt lấy góc nhọn, lấy góc góc giữa mặt với mặt lấy góc nhọn luôn, luôn luôn lấy góc nhọn. Cho nên nếu như mình tính ra góc FOA này bằng 60 độ nè, bấm tăng xít tăng đúng không, thì mình sẽ lấy góc giữa SO và ABCD là 60 độ luôn, ok không, là 60 độ luôn. Hoặc là nếu như có một trường hợp khác, mình tính mình xít tăng một cái bước ra góc SOA bằng 135 độ đi. Ok không? Thì mình không được quyền phán góc giữa SO và ABCD là 135 mà mình phải phán góc giữa SO và A mặt ABCD ấy là lấy 180 độ trừ 135 đi. Ok. Để bằng 45 độ. Đây mới là cái góc. Tìm được không? À, nhớ cho đó nha. Thôi. Mấy cái này nè, em thể loại nè, rất hay hỏi trắc nghiệm. À, nó cho một cái góc rất là dễ, nhìn vô thấy liền luôn. Nhưng mà khi mà bấm shift tăng, shift cos hay shift sin gì đó, tự nhiên ra tù, ra góc tù, đúng không? Góc tù, góc lớn hơn 90 độ là mấy đứa đã đặt thẳng vào đáp án. Góc tù nó có sẵn đó luôn là chết. Nhớ đấy, góc giữa hai đối tượng không phải vector, đường với đường, đường với mặt, mặt với mặt, vân vân. Thì góc nhỏ. Nếu như bấm máy ra góc tù lớn hơn 90 thì lấy 180 trừ cái đó ra ra góc mình cần tìm. Thấy rồi, ok chưa? Rồi. Nhớ cái đó thứ nhất, cái thứ hai là nhớ đừng cắt chân, nhớ nhé. À, đừng cắt chân làm rất là nhẹ nhé. Ok, đấy, easy, finish. À, vậy là mấy đứa vừa mới kinh qua cái đề thi giữa kỳ của Trung học Thực hành Đại học Sư phạm ở Sài Gòn. À, đề hay, không tệ. Đề khá hay, bao gồm rất nhiều thứ, khá đầy đủ, khá đầy đủ, ok. Ừ, tốt mà, ngon, đề rất ngon, lóc, đề lóc với lại hình học là đầy đủ, ok. Rồi, thôi, mình dừng ở đây nhé.
Ok, nếu như mấy đứa có một bất kỳ một cái câu hỏi nào thì có thể để lại dưới phần comment để thầy trả lời. Ok, hẹn mấy đứa ở viết sau. Chúc tất cả mọi người ôn thi thật tốt. Và thi thật tốt. Bye bye.